quán vui vẻ nha mọi người. Còn đi lấy vợ, tôi cần bông. Ôi. Hoa hồng có bốn gốc gai, thằng còn đẹp trai lấy luôn bốn bằng. Này chất, cô bị xin gặm kích năm xị nè. Rồi, lúa vậy. Cảm ơn cô bị xin. Đó không? Hôm nay em lộ vốn rồi, hai bó Ủa bông. vậy Hai lộ vốn, hai bó bông lục tôm. Thiếu hết 200 này. Chút cho nó kìa, để cái bánh gốm, cái bánh này rồi đưa lại. À quên nữa. Bánh mì nữa này chắc. Đó. Này cũng đau bụng lắm rồi đó. Cái này cũng đau buồn lắm rồi đó. Trời ơi. Ăn thư có, nàng cũng mì cũng có, cân còn chỉ bọc phụ. Rồi. Đẹp không? Đọc với bé cắm đó. Một bé bé đó cắm hả này. nào? Chị Kiều cắm, trời ơi, được chị Kiều cắm luôn. Rồi. Mà bó bông con sao cho bánh đây đây người đó người em cũng chạy dây chào kẻ lo anh Nguyễn không chỉ là em với người trước mà mình còn có mình cầm bông rồi vì chắc quay thì vui vẻ lên qua kia một đẹp bộ áo đó bông thiệt đó mà nè bữa nay chứ hả gì vậy anh Thành má hối lộ hối lỗi chồng rồi tôi bà nói sao vậy má nó mới cắm á hồi này nhiều tiêu cắm á má chơi hoài má chơi hoài máu nhà em toàn gì lấy bông của bà chứ là ối máu nhà em toàn em ối năm gì rồi á chứ ơi đây giờ nhất tự quá anh đúng rồi giờ nhất nói chung là tất tự đi kiếm chung là đi kiếm tiền nha mọi người đúng rồi chứ mình mới đi ra chạy show đồ mình là diễn viên người ta rồi thương quá trời ta cho rồi đúng không ăn ra luôn nè nè bóng bông hôm nay đi làm rồi khách lớn ok anh Nguyễn chị nhất đi kiếm lúa mà mẹ đã về nhóm về nhóm ra nha anh đừng mang mãi lĩnh nha à. Ủa, bóng bông đẹp bánh không? Bánh lan về chức gian ấy bữa nay con già kiếm gì chức ngày nào cũng chạy già kiếm chức ôi chất này gì vậy chất ê cái đó của em luôn anh ơi khỏi dịch luôn ăn bên này đi à, chứ ăn rồi kêu con ăn mày chớp cha là tượng chớp á nguy hiểm quá nguy hiểm quá không chớp nha lại đi vậy nó đòi hỏi á chớp không à yeah. Cái gì đây? Dạ. Rồi, dứt đi anh, sớt gai xin sớt mà. Lấy đầu chua qua cho còn ăn thôi. Dứt rồi, chua cho còn ăn nghe chưa? Trời ơi, nó sự quân biệt ghê luôn đó mọi người. Mới em đau lòng quá. Gì chẳng dữ vậy trời. Lấy qua sớm coi chồng của bé bé gì tiền Mỹ. Trời ơi, gì Mỹ. Cho ba cái nha. Đấy nè, đấy nè, ăn đi. Có nhiều clip da mới mà chạy chẳng thôi. Để chứ ăn đi. Không, chứ ăn đủ rồi kìa. Để rồi ai ăn, ăn chứ anh. Cứ lấy rồi lát nha. Ăn cơm ai ăn cái gì. Đậu chua, cái chua kịch nghe không vậy. Anh chọn bữa giờ chưa mấy lít cho kìa. Em quay cái vô hả? Hiểu không? Ăn đi gà này còn chơi. Chúc mày con ăn, chúc con ăn. Tất nhiên luôn rồi chứ. Làm rồi, em làm được Nguyễn. Ăn ô ái ly đã trở lại. Chức ơi, tặng con bó bông đi gì chứ. Hết tiền à, đại ông nội. Ai ăn gì chức rồi chứ? Tôi. Con tặng mình luôn. Bị thầy nói đừng qua bên đó nữa, gì có bị gì? Không. Sĩ diện. Hôm qua có bị đuổi không? Hôm qua diễn hả? Chị chết. Diễn hả? Trời hợp lý luôn không? Đi bốn chiếc về kìa con chiếc rồi thấy không? Không ổn rồi. Em mốt đi đổi xi măng giống bà. Này 25 chiếc đổi đi. Ôi 25 chiếc rồi chắc. 25 chiếc đó. Ủa 25 chiếc luôn. 2 cây rưỡi. Mình đổi được bộ vòng là lấy lại được mấy triệu quá. Nghe ta nói. Rồi chào anh Bo Bo nha, vừa chiếc bánh tráng. Đó. Anh Bo Bo mua trứng không? Trứng ở đây, trứng ở đây. Gì chứ bánh tráng, giờ con thấy gì chứ con tráng thiệt luôn á. Qua bên đây nói chuyện tự nhiên, bên kia chứ coi khép lép, bên kia bọn cầm nổi hơn chức nhà. Ôi ơi. Thấy bọn cầm nổi chưa? Bên đây xuống chức làm sao lại, chạy chức im quá à. Bà quà anh coi. Chức đi hết tiền thôi. Anh đi bà Trần. Bên đây xuống chức. Chào anh Bo Bo nha. Ăn chúng em đi. Mấy miếng chung đi. Ừ, chưa qua chỉ lại ăn đỡ ngén nữa. Anh gia đình đi đâu rồi? Muốn gì xong cái muỗng đi rồi. Rồi nhà dạo nha, làm cho bò bò vui vẻ nha anh. Dạo ơi, cái bánh bông qua đi. Chết qua cô bé mái ngố đi. Dứt đi kiếm tiền bò bò ơi. Quan trọng á, quan trọng bánh bông lan có chịu không gà không kìa. Chị chất máy đỉnh.
Nay chiếc gì không dám mang mãi được. Không, bé không Lan mỗi lần hỏi chịu chịu anh giàu thì bé không Lan né liền. Em giàu với toàn nói chuyện rất thẳng thắn. Trời ơi, mới về cho ăn cánh đùi gà nướng đâu quá ngon luôn. Đi tao tao lộn vô. Hello 1 2 là chị đào vỏ nha. Hello là chị đào vỏ nha. Rồi chị đào vỏ cho anh Bobo nha. Sao lộn vô? Lộn vô mà. Qua thấy chồng bé bé đẹp quá trời ngày bao bao. Ngồi dữ ha. Kìa, anh dậu chưa cho gì clip coi ơi, gì gì chứ coi mấy clip kìa. Coi không? Gì ông nội. Clip mới mới không mà chưa. Bột lại đi, dạ. Để dành ăn. Cái clip bà nó biết nó làm cái gì mà nó quýnh nhỏ bà rung rung bốn chân giường rồi giấc. Anh dậu chưa mấy clip coi gì chứ về coi kìa. Người lớn quýnh nhỏ rung bốn chân giường rung 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 rung. Rung dậu này á còn không biết mà còn khắc thiện bấm Lan càng là gửi mới biết nhạy cảm cho anh dậu không à. Là dậu không? Cơ hội cho anh đó anh. Người ta đã mở lòng rồi chứ cần anh mở lời thôi. Trời ơi. Em đừng có nói ra gì quá đó, Lan là nó bắt bẻ mình. Không có. Anh dậu nói là gửi cho gì chức về là phải gửi cho gì chức con mấy clip. Đi. Trời ơi, dám nói con là dâm nha, Lan dâm nha, chuyên môn nha, thấy không? Đó, nó lại nhưng thôi, không có dâm đâu. Trời rồi. Tụi nó anh gà không chơi rồi. Nói rồi ra, má ơi. Không đáng cho gì. Gà không chơi. Ngân em con trai ơi. Đúng rồi, thằng Hoài Dược Sơn khỏe được mấy ngày. Nhất về nhóm A là số 1. Còn qua nhóm B là được số 0. Hôm qua cũng trời ơi, bốn ba bên ta nói gì nhóm nhóm B gì chỉ chứ sắp ba ly ơ gì á. Sắp ba ly ơ một còn bên đây người ta sắp dùm cho gì cút được. Còn em yêu con thấy con đọc đâu rồi em kkk. Thôi qua đây sướng người chết. Trời em đâu có biết đâu anh. Nghe em nói em mắc cười quá anh ơi. Em mắc cười lắm nha anh Bobo ơi. Nhà máy cử. Rồi chào vợ yêu nha, hello vợ yêu nha. Trời chất rồi chất thọt cho một muỗng vô đây. Hỏi ăn luôn. Chỉ ăn luôn. Cho ăn luôn đi, ăn chỉ ăn luôn đi. Đi pha ly dung là rồi, vợ ăn đi. Ngồi bên kia rồi. Kiếm công tác lần này kiếm được nhiêu bà chất? 3 triệu mấy hay chất? 2 triệu hả? Đi mấy ngày 2 triệu nha mọi người. 3 ngày được 2 triệu. Đâu có 2 ngày à? 2 ngày à. Chỉ có 2 ngày được. Rồi 1 triệu được rồi, ok. Cũng có lúa rồi. Thì ra cũng về nhóm này á. Lúa 2 triệu mua 2 lúa bông mà. Bắp báo trăm con. Mẹ về nữa rồi. Rồi chào chị Dọng thế giới nha. Về chiếc bán hột dịch Trung Quốc không có. Kha kha bà. Bán cứ mở hàng á, bỏ lúc cháo lên đi, trứng nào cũng có bán. Chết, chết. Chê cho đỡ buồn. Đúng rồi. Cháo lên đi, trứng nào cũng có bán hết á. Cũng nào cũng có bán nha mọi người ơi. Mua bánh đi, mua bánh bông bông Lan đi, mua bánh đi. Có ai mua chất cái gì mua trứng không? Gì chất bán trứng nào cũng có bán hết á. Trứng lợn có bán không kìa, anh ta bữa nào đâu mua 100 trứng à. Đi kỳ này bị tay đủ hoài luôn. Đã cái nư là mưa lắm. 3 ngày rồi dạo. Đi 3 ngày rồi. Chào dạo đoàn mà chẳng có quên nha. Đi dùng nó đang xin hơn trần khô để ăn. Nghe hài thiệt. Đi Tân Nguyễn gà bóp bóp tròn cái đặc biệt lên quanh là. Hôm bữa bên đây đừng ký khô với ký chả rồi. Nó đâu có xe về hả? Đi xe nó. Hai bữa đó hả? Bỏ tới tí rồi. Giờ chạy về luôn. Bữa đó xỉn từ chạy về luôn chạy mà quẹo qua lại nè. Trời ơi, một ra một chơi gì không biết công an có hốt không còn không biết nên chắc chắn không có đâu có là nói gì không có mà hôm qua chồng mày dứt làm gì mà xỉn rồi gọi con quá trời luôn chứ còn chửi con tan nát luôn á chứ có chửi chứ không có chửi chứ không ạ trời ơi bởi vì sợ có 3 ngày chạy về đây luôn rồi. Qua ra ngoài gặp nữa nha. Mặt đông quá, chửi bên kia quá trời, hôm qua chửi quá chửi, tụi nó chặn chị luôn rồi. Mày đổi tên cô bé bán ngố cho bớt xui. Cô bánh với khô, cá đó. Đi mọi người ơi, trứng nở con rồi khỏi mua. Rồi hay quá chị Tú Anh ơi. Trứng bây giờ nở bánh chén rồi, lực qua lực lại rồi. Ê, mày ấy cháu tao việc từ Mỹ mày có buồn
Anh cảm giác sao khi anh Việt Kiều Mỹ qua đây đưa bông anh? Nhiều chiếc nó sầu qua đi ngủ. Ngủ luôn hả? À, đúng rồi, ngồi xa xa chứ miễn mà dân chúng hơi mệt đó anh. Cho cá khô với chả tí vào qua á, đúng rồi. Đúng rồi anh Minh Sơn. Thì nổi mà cũng lại hoài. Mấy ngày nay không thấy anh gia đình ra nha, vì chức vừa về chạy ra liền. Tôi thương em hay vậy chứ. Là... làm gà ăn đường nhiều quá. Quá trời, ok các bạn mua nha. Gà nướng là phải bỏ mật ong cho nó ngon. Nướng ngon. Ngâm đầu chìm quá không á, chứ phải đường đâu, đường là nó khét á, nướng nó gà mà bỏ đường vô nó khét dở lắm rồi, cứ yến trong tàu đỡ tiếng đúng không? Ok chịu qua Trần ơi, mày thấy gì cầm có qua đây, thấy còn cầm máy lên chạy đi liền. Em biết mà anh Minh Trương, trời ơi nhưng mà dành... giấu đầu cũng lòi cái đuôi ra anh ơi. Mở hàng bánh răng đó anh Định. Anh dậu cho coi mấy clip rồi coi không mà đi mấy ngày. Chỉ mất quên dậu mà không thông làng ơi, dứt. Coi không? Dứt. Dứt. Hay quá anh Minh Trường ơi. Đang bán ngủ gục rồi, được coi cái clip đó là gì chứ cũng này lắm. Bơi cô rồi đây mà không về con đã bán cũng nói gì chất đó rồi hãy lo lan trần nha, giờ thành chứng luôn rồi ai mà mua KKK nè, chứ nữa đi 3 ngày luôn, để chứng để đem 3 ngày luôn không, bữa giờ 3 ngày không bán được có sao không? Nó ăn ngày mới kêu ăn mà bao cũng ngày ra kính mà vậy hả? Vậy là trứng hay trứng mới phải không? Anh tưởng đâu đi 3 ngày. Ủa anh Thương, hôm bữa anh Thương anh em bán mấy giết thố mà bữa nay nhảy qua Thương anh bán một lan của anh. Bây giờ anh muốn không về em làm mai cho anh nè. Bây giờ anh gọi Zalo cho em cho anh gặp anh nói chuyện trực tiếp với bánh luân lan luôn nè. Bánh luân lan chịu không? Anh luôn nghe rất là yêu thương em kìa. Chơi luôn. Chơi luôn, chứt gọi không? Chứt suối cho chơi luôn à. Tao có vợ có con rồi. Để em kiếm Zalo lại đi em gọi cho anh nha. Kiếm mua bánh rồi. Họ bây giờ yêu tầm bậy là chết đó, gì chứt ơi. Không yêu cũng chết, mà yêu cũng chết. Đó, bây giờ trên mạng giờ ghê lắm. Nó chặt ra ghê lắm. Thương anh Chính Bến Đò. Chứt đi 3 ngày con khẩu nguyện mấy ngày đó chứ ơi. Anh Chính Bến Đò nghe nói bê đê, không có yêu được đâu. Bị hiến ở dưới rồi, không được đâu. Rồi tao nghe anh Chính Bến Đò lắm, hy sinh đời trai á. Em bánh bông lan lấy vàng đập đầu gì chết đi em, 25 chiếc à anh bà bò, anh có chịu bánh bông lan anh bà bò. Anh bà cũng có bà bò đâu bà được, em làm mai cho anh bà bò. Ông giờ ghê lắm, yêu cũng chết, không yêu cũng chết, nó thiệt á. Trên mạng giờ mình sợ. Dạ bánh luôn là em chịu anh ba bò không? Trên mạng chặt. Tôi bữa giờ coi phân xác ghê lắm, sợ lắm. Ghê ghê thiệt á. Dạ đúng rồi. Này về trước mà yêu tầm 7 đi quăng chỗ này nha. Cái xong. Người ta nói gì chứ bây giờ hết thời rồi, bớt phản đi chứ. Nghe chưa chứ? Ai nói kệ. Vậy là vừa về được ăn cánh gà luôn rồi, ngon không? Tưởng lấy bó bông về luôn còn. Tưởng phóng xe về đây. Tưởng đâu rồi? Tưởng nào? À, bây giờ mà đi đâu rồi? Phải hỏi. Nói chuyện ai anh Vinh? Bà Phượng qua đừng chơi với Hà Mã, dù ăn trầm viên thôi. Mẹ suốt đời, ca ca ca. Sao mấy anh chị đổ tên cô bé máy ngố luôn rồi, có ghê chứ. Chào con, chào hai em nhé, rồi chào anh Mễ Đại Nương nha. Nãy giờ có bán trứng cái nào chưa, thấy ngồi ăn không vậy? Đã đủ chưa? Rất là bình thế cho con chứ. Rồi, chào cho anh gửi lời yêu đến bánh bông lan nha em, nhắn lại giúp anh. Kè luôn mà lắc luôn à. Thôi lấy bịch mới đi. Trời ơi, mình tàn rồi. Chị Chức có nãy với suối em gì không? Rồi kêu em yêu anh Bến Đò.
Rồi bây giờ anh Kim Bến Đò thất lạc luôn, không thấy comment đúng không ta? Anh Kim Bến Đò. Bây giờ không thấy anh Kim Bến Đò đi. Bí ẩn hả? Bí chất lấy một mình đi chứ. Anh thấy cái bóng ngang ngang. Chính làm lạc à. Chứng đây, có bán bánh đông lan nè mấy mọi người ơi. Nãy giờ bán hàng chưa? Chưa, bà Duyên chưa qua, có bà Duyên mới vui mà. Dạ hả? Ừ, cũng hương là tối á, quảng cáo gì đó. Cáo gì? Áo cái tà tà, mặt nóng như... Trời ơi, cái gì ghê vậy? Cung Phương mới nói à, bán tôm cháy một bịch tặng năm bịch. Ủa chứ tôi coi clip đó luôn rồi chứ. Hả? Trời ơi, gớt. Bữa giờ có mà bữa giờ nó không có sao không? Nó phá vậy nè. Bây giờ thì chất vô mùa nào bán mùa đó đi, thì chất có một mốt mùa mưa có bán trứng không? Mùa mưa bán áo mưa. Chất. Bán sầu riêng này chắc tôi mua sầu riêng này chắc. Thôi bán sầu riêng ăn lên thì tiểu đường chết luôn, anh đi sớm nữa. Cái sầu riêng nó cà cà nó. Đừng kéo gì bán. Bán sầu riêng mà bán trắng với bắp hai à. Chứ có bán không? Kéo vô ghi cho chứ bán nè. Sầu riêng là nay vô mùa mùng 5 tháng 5 rồi đó. Ờ à, vô mùa rồi đó, vô mùa sầu riêng rồi đó. Ở bên gì là lấy. Cũng đã mắc lắm anh Vinh rồi. Năm nay dám bánh, đâu vô mùa vậy chứ. Mình lấy vô giờ mình bán giá lẻ mà. Nay vô mùa rồi. Mùa này là biết gì không? Về miền Tây á. Sao vô trái cây lên, cân ngọt quá, cà chuối vô. Cà chuối rồi. Đúng rồi. Ok cô bên đây. Bánh đây bánh chị ơi, bánh đông lan với trứng chị ơi. 30-35. Trứng đây, trứng đi 3 ngày rồi cắt chơi. Chị em ơi, trứng đi 3 ngày lại đây có xào không biết. Là có người sợ lấy chai gì chết đi gì chết bánh tráng. Cái bánh tráng. À, Tuấn Nguyễn không ra đâu, nói nghe. Này bán bánh tráng hả? Dạ, đi vô gọi là xin năng mà có dao. Giờ bị chết giờ chán rồi. Đó, bị khai trương bán hàng đó.